Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính và ngày hôm nay mời cô chú, anh chị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên kênh Phúc Tài Chính. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, cái mạng Internet này nó phát triển thì cũng là một cái công cụ để cho cái bọn lừa đảo nó có thể lừa đảo trên diện rộng. Ví dụ như thần y, thay vì cái việc lang băm thần y lừa đảo thì chỉ quanh được một khu. Nhưng mà khi có Internet một cái thì thần y Võ Hoàng Yên sử dụng Youtube để lừa đảo ở trên mạng. Rồi ngay cả bên Thiền Nam, một cái lũ cái nơi như cái bọn cầm thú như vậy Nếu bình thường nó có lừa Nó chỉ lừa được một ở một cái nơi thôi Nhưng đây có mạng internet Nó lập kênh youtube hơn 2 triệu người theo dõi Xong rồi nó lừa bao nhiêu khán giả Mà đến bây giờ quá thực Rất là tội cho những cái fan U mê thiền àm của chú anh chị ạ à. Rồi tiếp nữa ngay cả nghệ sĩ bẩn Nếu như bình thường ở ngoài kia Mà không có thì cùng lắm là nghệ sĩ bẩn Đi biểu diễn thì chỉ lừa được À có khi được trăm người ở đó thôi Nhưng mà khi mà có mạng xã hội chúng nó có cả hàng mười mấy triệu hai mươi triệu người theo dõi vì vậy nên một khi mà nó đã lừa thì nó lừa trên diện rộng luôn cô chú anh chị ạ à. chính vì vậy nên là mạng xã hội này rất cần các cô chú những người chính nghĩa ở đây để lúc nào cũng lên tiếng để đẩy lùi những cái xấu xa và bảo vệ những điều tốt đẹp và thưa cô chú anh chị và các bạn cho đến bây giờ những cái bộ mặt của những cái tên cầm thú này thì ngày càng ngày càng được hiện rõ Cả một cái hành trình drama chúng ta đấu tranh đến bây giờ từng sự việc đã được sáng tỏ rồi. Ngay sau đây mời cô chú anh chị và các bạn đến với bài viết mới nhất. ba chi tiết bất minh về lai lịch cô gái biến mất khỏi tịnh thất bồng lai tham gia vụ loạn luân chấn động. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, như cô chú anh chị và các bạn đã biết thì em Diễm My bao nhiêu ngày ròng rã bố mẹ đi tìm con đến bây giờ vẫn chưa thấy và bây giờ thêm một cô gái nữa chính là con ruột của Lê Tùng Vân đến bây giờ cơ quan chức năng cũng ra quyết định thông báo để truy tìm không thấy đâu cả cô chú anh chị ạ. À. Lê Thanh Kỳ Duyên đang được công an thông báo truy tìm vì bị nghi phạm tội trong vụ án loạn luân tại tịnh thất bồng lai thưa cô chú anh chị và các bạn nếu như bình thường ấy thì người ta sẽ viết là nạn nhân trong vụ loạn luân nhưng mà đối với những con người ở thiền nam thì báo chí lại viết rằng là lê thanh kỳ duyên bị tình nghi phạm tội cơ nó lại không phải nạn nhân nó lại là phạm tội cơ thế thì mới thấy một điều cái tư tưởng mà lê tùng vân truyền bá cho những con người ở thiền nam nó quái đản như thế nào hoạn như thế nào Và càng lên tiếng như này mới là cứu giúp những đứa trẻ ở trong thiền am Mới đây, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên sinh năm 1993 liên quan đến vụ khởi tố thầy ông nội Lê Tùng Vân tội loạn luân. Kỳ Duyên đã đột ngột biến mất khỏi tịnh thất bồng lai những bí ẩn liên quan đến lai lịch của cô gái này cũng được hé lộ và đây lại là quyết định truy tìm lê thanh kỳ duyên mà phúc tài chính đã đăng rất nhiều trên kênh phúc tài chính rồi cô chú anh chị và các bạn có thể chia sẻ video này để càng nhiều người biết đến cái quyết định này để có thể giúp sức cùng với công an truy tìm lê thanh kỳ duyên là con ruột của ông lê tùng vân nhưng tuyên bố mình là trẻ mồ côi từ khi Tịnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ ở Long An gây chú ý với công chúng, thu hút nhiều nguồn tài trợ, thầy ông nội Lê Tùng Vân và các học trò đều khẳng định họ không có quan hệ huyết thống, chỉ là thầy trò cùng tu tập. Trả lời truyền thông, báo chí cũng như tuyên bố trên các kênh YouTube do Tịnh Thất Bồng Lai quản lý, những người sống ở đây, khăng khăng, các thầy nam và các thầy nữ, trong đó có Lê Thanh Kỳ Duyên là trẻ mồ côi, được ông Lê Tùng Vân thu nạp dạy dỗ. Tương tự, những đứa trẻ sống trong Tịnh thất Bồng Lai cũng được giới thiệu là trẻ mồ côi. Và đây chính là hình ảnh của Lê Thanh Kỳ Duyên khi ở Thiền Nam hay là Tịnh thất Bồng Lai và được giới thiệu là trẻ mồ côi. Tuy nhiên theo công bố mới nhất của cơ quan điều tra kết quả giám định adn khẳng định lê thanh kỳ duyên là con gái ruột của ông lê tùng vân và bà lê thu vân một trong những bị can bị khởi tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tại tỉnh thất bồng lai trước đây trong lý lịch tư pháp tự đăng ký với ngành chức năng tỉnh long an lê thanh kỳ duyên từng bỏ trống không khai tên cha nếu mà khai tên cha ra thì làm sao mà làm ăn được là mẹ hai chú tiểu thì thách thức danh hài khi tham gia game show giải trí thách thức danh hài trên truyền hình năm đứa trẻ trong tỉnh thất bồng lai đã mặc đồ tu hành được giới thiệu là chú tiểu và là trẻ mồ côi Nhóm này đã thắng giải quán quân chương trình năm 2018 và 2019. Rất nhiều cô chú anh chị và các bạn đã từng bình luận là chọc bảy màu thì nhìn rất là giống thầy ông nội. Và như cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh ở đây, đó chính là chọc bảy màu cùng với bên Thiền Nam cực kỳ là thân thiết. Và cô chú anh chị và các bạn tiện đây thì có thể nhìn thấy cái hình ảnh này. Đấy, kêu gọi nào là trẻ mồ côi, nào là đều là những người tu tập nhưng mà đấy ăn chơi như thế này đây. Cuối cùng thì chỉ khổ khán giả thôi Vì là yêu quý các trẻ em ở trong đó Để rồi có đồng tiền, đồng quà, tấm bánh nào Con cóp lại mà làm từ thiện Cuối cùng là để cho cả lũ, cả bầy này nó ăn chơi với nhau Thời điểm 2020 Khi những ồn ào ở tịnh Thất Bồng Lai nổ ra Cơ quan tư pháp huyện Đức Hòa xác nhận có 3 trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai được đăng ký khai sinh tại địa phương. Ghi rõ tên mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang bỏ trống tên cha và đây chính là cái trích lục khai sinh ghi là mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên đây và một cái khai sinh nữa cũng ghi là mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên. Ông Nhất Nguyên đã đại diện Tịnh Thất Bồng Lai lên tiếng khẳng định, các em bé tại đây đều được nhận nuôi và do các cô sống tại đây nhận làm người đỡ đầu. Các cô đều là mẹ của các bé trên mặt giấy tờ. Các bé đều xưng con gọi thầy. Ví dụ như thầy Kỳ Duyên, thầy Huyền Trang, mình là người tu chỉ nhận đỡ đầu các bé nên không có chuyện các bé gọi là mẹ. Dù có những giấy tờ xác thực phía Tịnh thất Bồng Lai vẫn khăng khăng việc làm giấy tờ cho các bé là để chúng có thể đi học hợp pháp chứ không có chuyện là các cô sinh con. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đây là một tấm ảnh mà bên Thiền Nam đã bế một đứa bé từ bệnh viện về và họ thì bảo là con nuôi, nhưng mà thực chất là sao? Mời cô chú anh chị và các bạn xem giấy chứng sinh ở bệnh viện Từ Dũ với người mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên sinh năm 1993. Và đây cũng chính là cái hình ảnh đón con ở bệnh viện từng được là tịnh thất Bồng Lai giải thích là xin con nuôi. Thông tin mới nhất của cơ quan điều tra Long An xác định Lê Thanh Kỳ Duyên là mẹ ruột của hai bé Lê Thanh MN và Lê Thanh PV. Ngoài ra, lai lịch của các trẻ em khác tại tỉnh Thất Bồng Lai do được khai sinh tại địa phương khác nên vẫn là điều bí ẩn. Như vậy là hiện tại cơ quan điều tra Long An đã xác nhận được rằng là hai đứa trẻ là của Lê Thanh Kỳ Duyên mà Lê Thanh Kỳ Duyên chính là con ruột của Lê Tùng Vân. Chú tâm tu hành, nhưng bị truy tìm vì tham gia vụ án loạn luân đấy cô chú anh chị ạ. Lê Thanh Kỳ Duyên không được gọi là nạn nhân mà gọi là tham gia vụ án cũng trong các phát ngôn của nhất nguyên thời điểm chưa bị xử lý và bắt giam và truyền thông trên mạng xã hội qua YouTube và Facebook. Tịnh thất Bồng Lai là nơi thờ tự, người sống tại đây cũng là người tu hành. Bây giờ chúng ta đọc những cái điều này chúng ta chỉ thấy nực cười. Nhóm người này là tạo dựng hình ảnh thanh thuần, sống lương thiện, chuyên chú vào tu tập. Họ cạo đầu, mặc đồ giống như người tu Phật và giữ gìn các giới luật. Trong số đó, họ nhấn mạnh việc ăn chay từ năm 15 tuổi, từ nhỏ không dính dáng đến chuyện ái tình, đặc biệt là không có quan hệ tình dục. Thời điểm bị tố cáo là gia đình có dấu hiệu loạn luân, tịnh thất bồng lai ra sức cải chính, cho rằng danh dự của những người tu bị bồi nhọ và thưa cô chú anh chị và các bạn hiện tại đây chính là năm chú tiểu và hai trong năm chú tiểu này chính là con của thầy ông nội đây công an xác định bị can lê tùng vân có hành vi loạn luân với con ruột và có con từ hành vi này không chỉ một đứa mà là hai đứa hôm 19 tháng 4 năm 2024 Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Tùng Vân tội loạn luân. Từ năm 2022, sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm của một số tổ chức, cá nhân, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu giám định ADN đối với ông Lê Tùng Vân và 26 người. Chứng cứ khoa học về di truyền đã khẳng định ông Lê Tùng Vân loạn luân với chính con ruột của mình và có con trong số những người được lấy mẫu giám định. Ngày mùng 5 tháng 5, quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân cùng với bị can Lê Tùng Vân ở tỉnh Thất Bồng Lai được đưa ra. Hiện tại, Kỳ Duyên đã rời khỏi nơi cư trú, chưa rõ sống ở đâu nên công an tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra vụ án. Và thưa cô chú anh chị và các bạn Phúc Tài Chính đã từng nghe một cái câu là Sống đủ lâu để thấy mọi chuyện trên đời Và công nhận vào drama này đúng là sáng mắt cô chú anh chị ạ à. Không ngờ là có những cái câu chuyện nó không ai nghĩ tới Có lẽ những cái chuyện là nó không ai nghĩ tới Nên là khi bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng thì đã vấp phải một cái luồng dư luận rất là lớn, rất là nhiều Và họ cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng vu khống Nhưng mà đến bây giờ thì mới ngã ngửa ra và phúc tài chính chỉ nghĩ rằng là có một ngày nào đó là từng lươn có thể là xin lỗi bà nguyễn phương hằng xin lỗi vì là không ngờ có những cái điều xấu như vậy và nếu như họ xin lỗi thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ bao dung bởi vì không ai ngờ là có một cái nơi nó như thế nó đã như thế mà nó lại còn tạo dựng một cái hình ảnh nơi tu tập nơi ăn chay nơi nuôi trẻ mồ côi đúng là không thể ngờ được cô chú anh chị ạ đúng là không ngờ không ngờ vào cái drama này chắc là chính lươn mới là những cái người phải thốt ra là không ngờ không ngờ khi mà những con người họ tôn sùng họ u mê họ ngưỡng mộ lại là những con người thối tha như vậy và đó chính là những cái thông tin mới nhất phúc tài chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn trong cái video ngày hôm nay Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi Và cô chú anh chị và các bạn đừng quên là ngày 31 tháng 5 sẽ trao giải chương trình ngòi bút chính nghĩa nha Cô chú anh chị có những cái bài thơ nào có thể gửi đến cho Phúc Tài Chính nhá Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều Và Phúc Tài Chính cũng sẽ trích những cái phần lợi nhuận từ công việc bán hàng Để tạo nên những cái phần quà gửi tới cô chú anh chị và các bạn làm kỷ niệm Và ngay sau đây là một clip Phúc Tài Chính chia sẻ về những mặt hàng mà Phúc Tài Chính đang bán Cô chú anh chị và các bạn có có thể mua hàng ủng hộ cho phúc tài chính và ủng hộ cho chương trình ngòi bút chính nghĩa nha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những clip tiếp theo tiếp theo phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn kẹo hồng sâm không đường samsung hàn quốc cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây đây chính là thương hiệu samsung rất là nổi tiếng và đây là loại kẹo cao cấp chất lượng thơm ngon bổ dưỡng Kẹo hồng sâm không đường Samsung Hàn Quốc là loại kẹo giúp cho người bị tiểu đường dùng mà không ảnh hưởng tới sức khỏe, giúp thư giãn thoải mái tinh thần, giảm stress và bớt mệt mỏi, với trẻ em dùng để phát triển trí não và tăng cường trí nhớ, tăng cường sinh lực, bồi bổ cơ thể. Và trong gói kẹo hồng sâm không đường này thì gồm thành phần là cao hồng sâm, vitamin và trong một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể dùng 3 đến 4 viên vừa thơm ngon bổ dưỡng mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Và đặc biệt là cô chú anh chị nào bị tiểu đường thì có thể dùng được cái loại kẹo này nha Và một gói kẹo hồng sâm không đường Samsung Hàn Quốc thì rất là lớn Và ở đây sẽ là 500 g cô chú anh chị và các bạn nhé Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua hai gói kẹo sâm không đường Samsung Hàn Quốc Với giá là 195 nghìn Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45 nghìn và để nhận được cái điều hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Cô chú anh chị và các bạn, đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200g nhá cô chú anh chị nhá kẹo hồng sâm hàn quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm hàn quốc và vitamin c cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa có tác dụng là bồi bổ cơ thể này hạn chế cái sự lão hóa, tăng sức đề kháng, tăng khả năng hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm stress. Và kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo, rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể. Ngày hôm nay thì Phúc Tài chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này mà mua hai kẹo hồng sâm với giá là 90.000 thì sẽ được tặng 1 kẹo hồng sâm với giá là 45.000 mua hai tặng một cô chú anh chị nhé mua cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với phúc tài chính nha Còn đặc biệt với đơn hàng trên một triệu đồng thì bên phúc tài chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất theo là phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hồng sâm kgc hàn quốc đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc với dạng bột hòa tan này dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Facebook tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé. Thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này Dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi Như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi Để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe Và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng Khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm Có thể là bồi bổ cơ thể và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng tăng cường sức đề kháng này giảm căng thẳng mệt mỏi cải thiện tim mạch cải thiện trí nhớ làm đẹp da này thải độc bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng và cách cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng hai lần mỗi lần pha hai cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị nên dùng sau mỗi bữa ăn lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300 g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ. À. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300 g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590 012 để nhận được một cái điều rất là hời này nha đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả hãy gọi đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal này nha. Bên trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong. Và mỗi một chai này thì sẽ là 120 ml cô chú anh chị nhé. À, nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng uh, rất là cao giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và cái cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé. Cái công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này bổ sung năng lượng này hạn chế lão hóa mát gan bổ phổi cải thiện da và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao thì hôm nay Phúc Tài chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có củ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345 000 nghìn cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45 000 nghìn và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với phúc qua số điện thoại 0374 012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng cô chú anh chị nhé. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là Hộp nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, hộp 10 chai cô chú anh chị nhé. Trong một hộp này sẽ có tất cả là 10 chai, mỗi chai 100ml như thế này và hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, một thương hiệu rất uy tín tại Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm và một số thảo dược quý của Hàn Quốc, nước uống bổ sung năng lượng này giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già, người lao động nặng nhọc và stress cao. Công dụng là sẽ giúp bổ dưỡng này giải khát, tăng sức đề kháng, phục hồi thể lực nhanh chóng này bổ gan mát gan mát phổi, giảm mỡ máu, cải thiện tình trạng thiếu ngủ, hạn chế lão hóa, tăng đàn hồi của da trẻ lên và kéo dài tuổi thọ. Và có rất nhiều công dụng trong một chai nước sâm này thì cô chú anh chị nào bị ốm này hay là lao động nặng nhọc mà muốn được phục hồi sức khỏe nhanh chóng thì có thể sử dụng cái chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài chính đem đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời Khi mua một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Thì cô chú anh chị chỉ cần 145.000 đồng là đã được sở hữu hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung này rồi Và hơn thế nữa cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nữa chỉ với 145 000 sẽ được ngay một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc và một gói kẹo sâm 45 000 Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái điều hồi này nha. Và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn Cao Hồng Sâm 365 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ này ra để cô chú anh chị và các bạn xem nhé Đây là một dạng sâm khác là dạng cao sâm cô chú anh chị và các bạn ạ Và bên trong một hộp cao sâm đó sẽ gồm hai lọ sâm như thế này và cao sâm này sẽ giúp bổ sung dưỡng chất bao gồm nhiều vitamin, axit amin, chất khoáng và các yếu tố vi lượng bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực này, nâng cao sức đề kháng, miễn dịch, phòng ngừa bệnh và ở đây sẽ là dạng cao cô đặc sệt sệt màu cánh rán và cao sâm này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, bổ khí huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch. Đặc biệt là sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và bồi bổ hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa giảm viêm loét dạ dày cô chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là cái hộp này thiết kế là cực kỳ là sang trọng, cô chú anh chị và các bạn có thể đem đi biếu tặng cực kỳ là sang và mang lại sức khỏe cho người được tặng nữa. Bên trong hộp cao sâm này sẽ có một cái thìa để cô chú anh chị và các bạn múc cao sâm này ra. Và với một lọ cao sâm này thì sẽ là 240g cô chú anh chị nhé. Hai lọ sẽ là 480g. Và Cao Hồng Sâm cô đặc này là đều là 6 năm tuổi và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua cao hồng sâm 365 Hàn Quốc sâm 6 năm tuổi, hộp 240 g với giá là 625 000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45 000 Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo thì Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một dòng sâm cao cấp bên Phúc Tài Chính đó chính là hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300 g với 10 củ lớn và sâm khô nguyên củ hộp thiếc Hàn Quốc được chế biến từ củ hồng sâm 6 năm tuổi là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc không chỉ mang tới hương vị thơm ngon dễ dùng mà còn có tác dụng bồi bổ và chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cơ thể. Đặc biệt là với cô chú anh chị đã có tuổi và thành phần là hoàn toàn từ hồng sâm khô 6 năm tuổi và ở trong đây có tất cả là 300 g hồng sâm khô hộp thiếc với 10 củ sâm khô cô chú anh chị và các bạn nhé. Và Phúc Tài chính sẽ mở cái hộp sâm này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là hộp thiếc này và mở chúng ta sẽ mở ở cái nắp như thế này. Và đây là hộp thiếc và khi mà mở cái hộp sâm này thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý cho Phúc tài chính là cẩn thận không là cái chỗ này nó sẽ làm đứt tay cô chú anh chị và các bạn nhé Bởi vì nó bọc rất là chắc chắn thì bên trong nó sẽ sâm khô hộp thiếc khi mở ra nó sẽ là một lớp như thế này Cực kỳ là chất lượng Tài chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé Đây như thế này và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây bên trong chính là một hộp gỗ được đóng bọc rất cẩn thận như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn bên trong là những củ hồng sâm khô như thế này. Và đây là sâm 6 năm tuổi và tổng cộng sẽ là 300 g là 10 củ lớn cô chú anh chị nhé. Đây là một dòng sâm cao cấp, màu sắc mùi vị của loại hồng sâm cổ 6 năm tuổi này là màu nâu vàng, mùi thơm vị đặc trưng của hồng sâm khô và với hồng sâm khô 6 năm tuổi cao cấp này sẽ giúp bồi bổ cơ thể phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, giảm sơ vữa động mạch, hạn chế sự lão hóa và làm đẹp da, giảm stress này hỗ trợ suy ngược thần kinh và cô chú anh chị nếu như mệt mỏi cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy hay là người cao tuổi thì rất thích hợp dùng những cái sâm khô như thế này. Và cái sâm khô này chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn biết, đó chính là hoàn toàn có thể ngâm rượu và rất tốt cho sức khỏe. Cái này chắc là các chú rất là thích đây. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một hộp là 300 g và với 10 củ lớn thì với giá là 1 triệu 550 nghìn đồng. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị nhé Và để nhận được cái deal này cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 Và đặc biệt khi mua hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300 g với 10 củ lớn như thế này Thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nữa cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374590012 để Phúc Tài chính gửi cây điều hời này đến với cô chú anh chị và các bạn nha. Phúc Tài chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Hộp đỏ 120 viên và thành phần bao gồm sâm đỏ, nhung hiêu, tinh chất linh chi, sữa ong chúa, vitamin B1, B2, B6, E, C, dầu đậu nành, dầu cọ cùng một số sản phẩm thảo dược quý hiếm khác tạo nên một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Và công dụng sẽ là phục hồi tăng cường sức khỏe trước và sau khi ốm, phụ nữ sau sinh, phòng ngừa tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh điều hòa trạng thái huyết áp tim mạch hạn chế tiểu đêm cho người già giải độc gan và thận tốt cho hệ tiêu hóa phòng ngừa các khối u hỗ trợ cho người bị tiền đình thiếu máu kém ăn mất ngủ hạn chế rụng tóc lão hóa đem lại làn da mềm mịn căng tràn cho người sử dụng và nếu cô chú anh chị và các bạn muốn bồi bổ sức khỏe Đặc biệt là với cô chú đã có tuổi hay là các anh chị muốn mua một cái món quà bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ Thì có thể sử dụng cái viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu hộp đỏ 120 viên này Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị mua một cái hộp viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi hộp đỏ 120 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 590 000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay cho Phúc qua số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và cái hộp này sẽ là 200 gram cô chú anh chị nhé. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào. Và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong như thế này Và thành phần sẽ gồm có là Nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe. Đặc biệt cô chú anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng. Và công dụng của hộp sâm thái lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tăng cường trí nhớ bổ máu mát gan bổ thận giảm cholesterol này phòng ngừa tiểu đường này bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch điều hòa huyết áp kích thích ăn ngon miệng hơn đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn làm đẹp da hạn chế lão hóa thì cách dùng là cô chú anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi mỗi khi mà cô chú anh chị và các bạn mệt mỏi căng thẳng thiếu tỉnh táo thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này hay là những ngày mà di chuyển đường dài Làm việc vất vả Tàu xe cộ thì cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe, bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái điều rất là hời đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một cái hộp này sẽ là 200 g cô chú anh chị và các bạn nhé. Cái giá sẽ là 350 000 nghìn và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45 000 nghìn Và để nhận được cái điều rất là hời này, cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374 590 012. Phúc Tài Chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn một cách nhanh nhất nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn À, một sản phẩm rất là đẹp và bổ dưỡng đó chính là mật ong sâm hàn quốc mật ong sâm Hàn Quốc với lọ là 580g thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé Bên trong cái hộp này sẽ là một hũ mật ong sâm nặng 580g và được đặt trong một cái bình thủy tinh rất là an toàn cho sức khỏe như thế này. Và đây là sản phẩm được tinh luyện từ những củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc với quy trình tiên tiến luôn được đảm bảo nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm này được coi là thực phẩm an toàn bổ dưỡng cho sức khỏe và và trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ khuấy đều và múc ra chén. Cô chú anh chị và các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc là pha loãng ra với nước, dùng tốt nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và vào buổi trưa. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là những cái lát sâm được ngâm với mật ong. Và đây chính là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Và với hộp đựng sang trọng đẹp mắt như thế này thì đây cũng sẽ là một món quà rất tốt để đi biếu tặng trong dịp lễ Tết. Và ngày hôm nay Phúc Tài chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hũ mật ong sâm 580 g với giá là 250.000 đồng Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm như thế này Và để nhận được cái điều này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc Tài chính qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama chị đây chính là nước hồng sâm chính phủ KGC này và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết 0,36% tinh chất hồng sâm hàn quốc 6 năm tuổi cô đặc và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc mạnh nha hương thảo mộc rất là tốt cho sức khỏe và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này mệt mỏi căng thẳng nhức đầu giúp tỉnh táo tinh thần nâng cao cái hệ thống miễn dịch này, phòng ngừa tiểu đường, đẹp da chống oxy hóa. Bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này. Bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé Và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70ml. 70ml và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ có giá là 780.000 cô chú anh chị nhé Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé Đây là một cái deal rất hời bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900-950.000 cơ nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được những cái giá tốt. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Ở đây sẽ có hộp tất cả là 30 gói như thế này cô chú anh chị nhá và một gói sẽ là 70 ml Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào nhá và bên trong hộp hồng sâm chén Hàn Quốc thì được chia thành 6 hộp nhỏ như thế này và có tất cả là 30 gói 70 ml như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và với nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi, kết hợp với các loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người mới ốm dậy và những người cao tuổi. Và công dụng của nước hồng sâm chén Hàn Quốc là sẽ hỗ trợ sức khỏe ổn định, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, hồi phục cơ thể suy nhược, kém ăn, rụng tóc khó tiêu, hỗ trợ thải độc cơ thể, rất tốt cho những người làm việc trong môi trường không trong lành, tăng cường sức đề kháng này hỗ trợ tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung, đồng thời tăng sự trao đổi chất cho cơ thể khỏe mạnh. Thì cô chú anh chị nào mà sức khỏe yếu, làm việc vất vả quá sức hay là người mới ốm dậy thì khi mà uống cái sâm này sẽ tăng cường được sức khỏe để bồi bổ cơ thể sau những cái trận ốm và những cái sản phẩm sâm như thế này thì phúc tài chính cũng rất là hay mua cho bố mẹ của phúc tài chính uống nên là phúc tài chính mới thích bán cái sản phẩm như thế này thấy ở đây cái hộp này nó rất là lớn và nó sẽ nặng khoảng tầm khoảng là hơn 2 cân cơ Chính vì vậy nên là đây cũng sẽ trở thành một cái món quà đi biếu rất là sang trọng và lịch sự Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời Dành cho những cô chú anh chị mua cái nước hồng sâm chén Hàn Quốc này Thì khi mua một hộp hồng sâm chén Hàn Quốc với giá là 415 nghìn Thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn Và đặc biệt những cái đơn hàng trên một triệu đồng Thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính chắp bút viết cô chú anh chị và các bạn nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị gói gia vị sâm hầm gà. Đây là món ăn rất là truyền thống nổi tiếng. Và khi cầm cái gói này thôi mà Phúc Tài Chính đã ngửi thấy mùi sâm rất là thơm ngon rồi. Và đây là một món ăn ngon, bổ dưỡng vì là có nhân sâm. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, một gói này nó sẽ có từ 2 đến 3 củ nhân sâm ở đây rất là tốt cho sức khỏe cô chú anh chị ạ à. và trong một cái gói này nó sẽ gồm 7 vị và 70 g gồm 40 g hoàng kỳ 15 g táo khô Hàn Quốc 15 g ngũ da gai Hàn Quốc 10 g cắt căn Hàn Quốc 5 g đường quy Hàn Quốc và vào những ngày xe xe lạnh hay là người cô chú anh chị và các bạn có cảm thấy là mệt mỏi khi đó chúng ta thưởng thức cái món gia vị gà hầm sâm Hàn Quốc này chúng ta sẽ lấy lại được sức khỏe và bồi bổ cơ thể rất là tốt và cái cách dùng ở đây đó chính là một cái gói này chúng ta có thể sử dụng được cho ba con gà cô chú anh chị và các bạn nhé Hoặc là tương đương với ba lần nấu Thì trong cái quá trình chúng ta hầm gà thì chúng ta không cần phải bỏ bất cứ một cái gia vị nào Để thưởng thức được trọn vẹn cái hương vị nhân sâm trong cái gói gia vị sâm hầm gà Hàn Quốc này Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Khi mua combo 3 gói gia vị xâm hầm gà nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 300 000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo xâm Hàn Quốc với giá là 45 000 và cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện tới số 0374 590 012 để nhận được một cái điều hời này nha và với đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn Cái cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của drama cô chú anh chị và các bạn nhé Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn đó chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Cô chú anh chị và các bạn nhé Thì bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái túi đông trùng hạ thảo này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé Đây là hộp rất là lớn cô chú anh chị và các bạn ạ Và đây khi mở ra chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc như thế này. Và bên trong cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó chính là bên trong sẽ gồm có tất cả là 6 hộp nhỏ. Và bên trong mỗi hộp nhỏ như thế này thì sẽ có tất cả là 10 gói. Mỗi gói là 30ml. Và ở đây đều có tem mát dãn nhán đầy đủ như thế này. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Chiết xuất từ đông trùng hạ thảo này, nấm linh chi, cam thảo quế và có tác dụng là sẽ hỗ trợ này, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chức năng thận này, chống lại tác dụng xấu và có tác dụng với huyết áp nhờ khả năng lưu thông máu này, giúp ổn định nhịp tim cho người có bệnh tim mạch, sơ vữa động mạch và đặc biệt là sẽ giúp cho cơ thể khỏe khoắn, ngăn ngừa nhiều bệnh tật tuổi già, giúp hệ thần kinh hoạt bát và giảm stress, phù hợp với tất cả mọi đối tượng này, đặc biệt là người bị bệnh tim, cao huyết áp và người bị mắc bệnh về hô hấp. Và từ xa xưa thì đông trùng hạ thảo đã là một bài thuốc dân gian tăng cường sức khỏe, bồi bổ sức khỏe giúp ích cho con người rất là nhiều, đã từ ngàn xưa để lại những cái phương thuốc quý hiếm như thế này. Và ngày hôm nay Phúc Tài chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua hộp đông trùng hạ

60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 950.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé Đây là giá rất là hời mà bên Phúc Tài chính có được thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái điều hời này nha và đặc biệt đó chính là khi mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói này thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những cái ký ước đặc biệt nhất về drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Cô chú anh chị nào theo dõi Phúc Tài Chính thì sẽ biết rằng có một giai đoạn Phúc Tài Chính đi làm marketing cho một công ty nhập khẩu những cái hàng chính hãng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy nên Phúc Tài Chính vừa làm marketing mà vừa nhập những cái mặt hàng này về bán luôn. Vì vậy nên rất đa dạng những mặt hàng về đông trùng hạ thảo. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn trên màn hình, bên Phúc Tài Chính còn có thêm 3 loại đông trùng hạ thảo nữa. Rất nhiều loại để cô chú anh chị và các bạn có thể lựa chọn với đầy đủ mẫu mã kiểu dáng. Thì đầu tiên ở trên góc trái màn hình của cô chú anh chị và và các bạn đó chính là đông trùng hạ thảo gỗ đen kangwa 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và có một cái điều rất là hời đó chính là một hộp đông trùng hạ thảo gỗ đen kangwa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì sẽ với giá là 1 triệu 050 nghìn và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45 nghìn theo là ở phía bên tay phải của cô chú anh chị và các bạn đó chính là đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng kangwa 60 gói và mỗi gói là 30 ml và ngày hôm nay phúc tài chính cũng có một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một hộp đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng kangwa 60 gói 30 mil 950.000 và được tặng ngay một kẹo sầm 45.000 và tiếp theo đó chính là loại đông trùng hạ thảo đặc biệt nhất đó chính là đông trùng hạ thảo thượng hạng uyên con hộp 45 gram loại to với một cái điều rất là hời đó chính là với một hộp này giá sẽ là 2 triệu 850.000 Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị và các bạn nhé Và cô chú anh chị cảm thấy ưng ý về loại đông trùng hạ thảo nào thì có thể lựa chọn và nhấc điện thoại lên gọi điện ngay cho Phúc Tài Chính với số 0374590012 để nhận được cái điều hời này nha và với mỗi một hộp đông trùng hạ thảo thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất trong drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Theo phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với hộp là 120 viên. Và viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ lá thông đỏ có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm ở Hàn Quốc hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới huyết áp này tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể và đặc biệt là điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề tim mạch, tăng cường chức năng gan, ngăn ngừa hỗ trợ ngăn chặn một số loại khối u gan dạ dày, hỗ trợ rối loạn nội tiết tố, thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tinh thần. Và những ai thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp 120 viên này thì đó chính là những người lớn tuổi này sức khỏe suy giảm, có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu tim mạch hay là những người gan thận hệ thần kinh suy giảm thì với những cô chú anh chị nào đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này cũng là một sự lựa chọn mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn lựa chọn và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 120 viên này thì cái giá là 1 triệu 290 nghìn đồng và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo xâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé không chỉ thế, cô chú anh chị và các bạn còn được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những dấu ấn đặc biệt nhất trong drama lịch sử này. Mình cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc làng, chị xài thấy tốt em ạ, à. em cảm ơn chị nhé Chị nhận được hàng rồi em nhé, cảm ơn em, dầu gội ok lắm em Dạ vâng ạ, à, em cảm ơn chị ạ à. Và tiếp theo là feedback từ đơn an cung Cháu ơi, cô đặt thêm hai hộp nữa nhé, tổng cộng là 5 hộp Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy Vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi, tay cứng uống 3 hộp giờ tay mềm lại rồi Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. À. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi, bán đắt hàng nhé. À hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi, thấy được đấy em. Dạ em cảm ơn chị nhé. Em ơi, mai ship cho chị 3 thùng sâm nhé, giờ nào cũng được tại tòa A3 Vinhome. Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi, cảm ơn nhiều. Dạ cháu cảm ơn cô nhé. Chị nhận được kẹo rồi, kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm. Cô Hồng Hải nói rằng là cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều và trong quá trình mua hàng cô chú anh chị có bất kỳ một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính để Phúc Tài Chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. Trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship bởi vì Phúc Tài Chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng Cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship Còn có bất cứ vấn đề gì cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có thì gặp bất cứ vấn đề nào cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài chính qua số điện thoại 0374590012 đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú anh chị.